mới nè. Ủa thì nó mới đang cọp vậy? Hết độ rồi hả? Mới hết độ rồi. Bây giờ cũng còn độ lại ra đi tới lui ha, còn ăn cháo ăn chè uống nước trà được, chứ còn năm tới biết ăn được cũng chào được không nữa. Phải không? Không độ nữa. Ừ. Như vậy thì bây giờ đó là cơ với phú thần tiên giáp bút rồi. Cờ bởi cơ trời đã thúc bên lưng. Không tu chịu khổ cũng ưng mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thai. Hay là mắt nhìn quốc thánh thê năm ba kinh khổ cũng kề bên tay. Hồi nào tính ta giờ đụng tới bệnh trắng rồi. Bây giờ còn trời ơi nữa. Phải không? Đó, bây giờ đó là đức thầy hôm nay cũng tuổi già rồi. Bây giờ đáng sinh của thầy là 102. Là chỉ có số 3 thôi. 2 lần 2 chỉ có 3 thôi. Rồi bây giờ 2023 thì cũng là 3 thôi. Đâu còn thêm nữa. Đại đạo dấu dân dân bất tri. Thầy đem một đạo lớn nhất Thích Ca Mâu Ni tự phụ dạy cho mình. Mà bây giờ đó là mình không có tri thì tại mình á. Thiên Tào đã xác định khắp chúng sanh trong cái thế giới, trong buổi hạ quân này say mê dập dục chìm đắm trong cái biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Lực trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn ít mà người tội ác quá nhiều. Cái người thiện căn ít lắm mà người tội ác quá nhiều. Và hôm tôi có nói là đám cưới thì ca đành rồi, đám dỗ ca, rồi đám thôi nôi ca, rồi đám thịt tháng ca, mà tới đám ma ca nó hết đời thì cha mẹ chết mà vui cười mà ca thôi, còn cái đời gì nữa còn, phải không? Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ cung kính Đức Phật Đức Thầy. Kính thưa chú Thiếu Năm, đại diện trong tầng thứ năm hôm nay cho Bắc Úc. Kính thưa chú quý vị đồng đạo kính mến, hôm nay cái nhân duyên chúng tôi được trở về đây, trước là dự lễ từng năm thất cho Bắc Úc là nhạc gia của chú Năm trong gia đình, và còn đi ở dưới thành phố được cái an vị những ngôi thờ cho chú Lê Văn Lén. Vừa qua thì chú Úc đó là ông cũng 69 tuổi. Thì phải nói rằng là trong cái nhân duyên thì không biết sao, thì nói chung là cũng vừa qua thì cũng điện xuống rồi cũng thượng trần cho chú Út đó. Mà ở dưới thì theo chúng tôi mà khảo sát mà đi đó, thì đi xuống cái vùng đó thì tôi thấy hình như là không có bàn thêm. Cũng thời ở Bến Tre vậy mà sao Bến Tre ở dưới nó khác Bến Tre trên này. Ở đây thì quý vị có được chùa, được Đức Thầy về đây để Thầy thuyết pháp. Ở dưới tôi thấy tôm là nuôi cái những cái vuông tôm, rồi cũng làm lúa, rồi đất mặn mà nước mặn không, không có được cái sự gì mà để thu nhập cho nó cao hết á. Cũng đồng thời mà mình sinh trưởng cũng theo tùy theo cái vùng, mà nhân duyên cũng tùy theo chỗ. Chứ còn mà nếu giá như mà bây giờ mà mình xuống dưới thì cũng không dễ gì mà có nhân duyên để phát tâm được. Rồi sau thì cái nhân duyên mà được cái gia đình của anh ba đó, anh Hỉnh được phát tâm, cái nhân duyên cũng tốt. Nhưng mà hồi chiều tôi có hỏi thăm thì vợ của anh ba đó đó là cháu mấy đời của Đức Bổn Sư. Trong Bổn Sư, trong Hệ Bổn Sư Hương á. Không biết sao mà bây giờ thì nghe ổng phát tâm thì bà nói mô Phật, bà mừng. Bà rất là mừng. Mà thấy cái hướng thì cũng tốt lắm. Thì hồi chiều đó là có những cái điều là quên đem đưa cái cuốn sấm giảng cho cái máy rồi. Rồi bà Minh thỉnh nguyên cái bổ là xuống làm có khá khá lắm, nhưng mà không có đưa được cái cuốn sấm giảng. Tôi có hẹn, tôi hứa với ông là để Minh hay gì đó bữa nào chuyển đưa xuống bến xe, đưa xuống dưới cho chút đó. Em chuẩn bị rồi, em quên. Thành thử ra thì nhức ẩm chắc chắc do tiền định. Không phải quý vị sanh trưởng nhằm cái vùng này mà nó dễ đâu nha. Mình dùng đạo nó dễ đâu. Do cái nhân duyên không đó. Mà Đức Thầy chỉ biết là duyên lành rồi được khùng điên. Chẳng qua kiếp trước á, thiện duyên hữu phần. Hay là Đức Thầy còn nói rõ hơn là vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị, nên đầu thai làm người cõi thế gian. Chúng ta tu đã gian dở rồi, rồi trước đây với Phật Thầy Tây An hoặc là trong cái hệ Bổn Sơn Kỳ Hương. Nhưng mà giờ đây thì chúng ta chưa biết Đức Thầy. Thế mà khi nghe cái chân lý đó thì chúng ta liền hâm mộ liền à.
liền hâm mộ tu liền giống nó nhanh cái. Rồi bây giờ đức thầy sai vắng cũng là mấy mươi năm rồi, ngài thầy cái đạo giờ cũng 82 năm cho qua rồi, mà ai ai cũng đều phải trông thầy trở về. Thì bây giờ trông thầy về thì trong cái thầy về đó là coi bây giờ chúng ta ngay giờ phút này là giờ phút nó như thế nào, rồi chúng ta có đầy đủ công đức chưa để vào dự hội Long Hoa. Mà Long Hoa kỳ này đó là toàn diện là các ngài chỉ là chọn những cái người có công đức, có niệm Phật, có trung, có hiếu. Như vậy thì bây giờ cái quãng đường hôm nay đó, đức thầy ngài đã đời dạy đạo đó, mà ngài cho biết á là hạ nguyên đã hết đời, phong ba biến chuyển đó, đổi giờ gia can. Bây giờ hạ nguyên đã hết đời, mà trong cái hết đời nó như thế nào? Mình thấy từ năm 1939 đó, đức thầy ra đời. Ra đời thì lúc bây giờ là đệ nhị thế chiến mới có bùng nổ thôi. Từ tới 1945 là năm Ất Dậu 1945 thì đệ nhị thế chiến đã dừng. Mà trong cái tam quân đó thì từ cái thượng môn thượng, thượng môn trung, thượng môn hạ, rồi trung quân thượng, trung quân trung, trung quân hạ, rồi hạ quân thượng, hạ quân trung, hạ quân hạ. Mà cái thời kỳ này, cái thời kỳ là hạ quân hạ, mà đức thầy chỉ biết là hạ quân này đã hết đời. Từ ngày mà đức thầy khai đạo đến nay, thầy hạ bút xuống đó, mà thầy chỉ biết hết đời đó. Nhưng mà trong cái thời gian đó là chúng ta thấy chưa hết, mà bây giờ mới hết đó. Từ khi cái năm Tý này nè, trở về sau này chúng ta mới thấy cái chuyện diễn tiến rất nhanh. Bây giờ quý vị mới trở lại coi cái lời tiên tri của thầy, thầy nói đó. Mang thủy ách hồi năm Đinh Sửu, đến năm nay tái lại một lần, khổ ách này đặng thức tỉnh rằng, rằng thiên định tuồn đời sắp hạ. Vào năm 1937 là cái năm đó là ở Gò Công đó, cái nước lục mà dâng lên là chỉ chỗ cái nén đó thôi. Mà cái thủy ách thì đó là coi như là tan hoang từ nhà cửa cho đến cái ruộng vườn là không còn, là năm đó là 1937. Mang thủy ách hồi năm Đinh Sửu. Rồi thêm cái đến 1997 đó, giáp lại cái Đinh Sửu nữa. Cái cơn bão mà số 5 á, vào ngày mùng 3 tháng 10 kỳ đó, tôi có gặp cái anh ba mà ảnh có cái ghe lớn lắm, ảnh đi buôn bán. Nhưng mà sau khi cái cơn bão đó rồi thì anh nói tôi là tôi giờ tôi đậu ghe là chú tôi, tôi đậu là tôi lo tôn chứ bị thầy nói đúng quá. Nó đúng làm sao? Hôm nay thầy nói mang thủy ách hồi năm Đinh Sửu đến năm nay tái lại một lần, khổ ách này đặng thức tỉnh rằng, rằng thiên định tuồn đời sắp hạ. Thì vào ngày mùng 3 tháng 10 đó, cái cơn bão số 5 mà tại chỗ nơi cái Minh Hiển đó, Cà Mau đó, đó là Ngọc Hiển đó, là như vậy thì cái cơn bão đó là 4 ngọn, 21 đảo con tròn, một cái đảo phú quốc. Cái kia tôi xuống tại chỗ mà Ngọc Hiển mà cái Khánh Lâm, Khánh Thiết đó, rồi tôi cho quà đó ha. Ông đâu còn sống sót, ông kể lại đó. Là 4 cơn bão, 4 cơn gió. Cái mới có ở ngoài ông gió vô, ông gió vô thì cái số thuyền bè núp ở trong rồi. Rồi cái ở trên đưa xuống, ở dưới đưa lên, cuối cùng ở trong vét hả. Mà ông đưa một cái là chỉ la trời với ba cái thuyền là nằm ở trên cái đầu vậy đó. Nằm trên đầu không á, 21 đảo con tròn gì một đảo quá. Mà cái có cái điều là cái cơn bão mà khi mà nổi sóng lên đó, là cái ngọn gió mà khi mà cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8 rồi đó, là càng đó là gió mạnh chừng nào thì mực đó là hết, càng trúng gì đấy. Lo mê hết rồi. Thì đến cái rừng mà tới chừng mà cơn bão cấp 9 rồi đó hen, thì cái ông đó còn sống kể lại đó hen, rồi thì hồn ai nó giữ. Có nghĩa là ghe tàu dập với nhau một gần nhau, dập hai cái rồi là la trời không chứ. Bởi trời, rồi người ta đó hen chỉ ôm phao rồi cho như gió thôi chứ không phải đó. Trời. Rồi sau khi như vậy là cái cơn bão mà hết trơn rồi đó, thì nói chung đó là tổng kê đó, người ta mới đưa cái xác chết mà trôi ở giữa Thái Lan, Việt Nam mà giáp đó. Nó có ngộ lắm nha. Giữa mà cái ranh giới mà Việt Nam với Thái Lan giáp đó, nó có dòng nước, nó dỗ dòng sóng này vậy nè. Thì cái xác chết người ta mà đi đánh cá đó là chết, nó sẽ dồn lên đó. Trôi đó thì nói chung đó là Thái Lan nó qua nó gặp đó, mới vớt lên, mới mổ bụng ra kéo ruột ca trơn, mới dồn đá vô, mới vô bọc lại là là Iran có nhiều mấy người mà đánh cá ở đó mà móc cái đồ cá mà vô đá đó. Thì cái đó là 1997 đó quý vị. Rồi cái thầy chú biết mang thì ách hồi năm Đinh Sửu đến năm nay tái lại một lần, khổ ách này đặng thức tỉnh rằng,
rằng thiên định tuồng đời sắp hạ là sắp hết. Rồi bây giờ chúng ta thấy có những cái điều là ba cái điểm quan trọng mà chúng ta bây giờ phải cần có suy nghĩ. Bây giờ cái điểm mà thứ nhất á là điểm trời. Quý vị vừa qua rồi thấy mặt trời máu chưa? Rồi thêm đó là ở Đà Nẵng, rồi những cái gì để mình những tia ấy lên. Rồi bây giờ đó là hồi đó Đức Thầy có dẫn ông điện đài mà đi Tà Lơn đó. Đức Thầy mới nói rằng là cái sao Tử Vi đó là xuất hiện, đó là sẽ có vua chúa ra đời. Mà lúc Thầy khi ra đời giai đạo mà Thầy về là Phật Lâm Phàm đó thì cái sao Tử Vi có. Nhưng mà cái ngày Thầy vắng mặt là sao Tử Vi không còn nữa. Nhưng mà cách đây là khoảng chừng gần một năm, mấy tháng nay thôi, quý vị chúng ta dòm về cái hướng Tây. Nhìn về hướng Tây đó là cái sao mà sáng mà giữa đèn bằng sông đó, ở trên dưới nó có tô xuống đó, là xuất hiện cái sao Tử Vi rồi. Thì bây giờ đó tất cả điểm trời đó, bây giờ đó cái Thầy nói đó là trời giông gió rồi sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Khuyên dương gian bỏ các việc tồi, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Thấy chẳng thế hãy còn lưỡng lự, muốn tu mà còn hỡi chẳng chờ. Việc thế gian như thể cuộc cờ, mà thắng với thối một hai nước tư. Như vậy thì bây giờ cái điểm trời đã có rồi. Giờ tới cái điểm người. Cái điểm người bây giờ đó là thêm cái bệnh mà cái bệnh kỳ này đó hen. Năm châu thế giới này bây giờ hình như là đã bó tay, đâu có thuốc điều trị nữa. Bây giờ nói chung ra cái bệnh gì mà hỏi chị về dịch liên tục trên bây giờ nó đang nghĩa là cực kỳ, mà nó biến thể biến chủng, hết con này nó qua con kia, hết con kia nó qua con nọ. Mà Đức Thầy chỉ biết là đau nhiều, chứng dị kỳ, chứ dị là khác, chứ kỳ là lạ, dị kỳ khó kể, sắp từ đây lao khổ đến cùng, kẻ dương gian đó khó nổi thung dung, mà người bạo ác không toàn tánh mạng. Nhưng mà đặc biệt là bây giờ thời kỳ này nó đang đi vào một cái chung cuộc, mà chung cuộc kỳ này đó là chết tuổi xanh không. Bây giờ quý vị nghe Đức Thầy kể lại cái chết tuổi xanh mà kết thúc cái cuộc đời nha. Đức Thầy cho biết á, đời hạ nguyên, mà đây là từ cái tí này đổ lên á, là nó thuộc về cái hạ nguyên hạ rồi, để chấm dứt chỉ sang cái đời thượng quan thế đức. Chứ Đức Thầy mới ra đời là cũng phải là cũng cái hạ gì, mà cái hạ chưa tiêu diệt, mà từ cái tí trở sau là cái gì đi vào cái chung cuộc là con người chết tuổi xanh á. Chứ đáng lẽ là tuổi già mới chết chứ phải chết nhỏ đâu. Mà ngay phút này chúng ta thấy rằng là cái cơn dịch mà số tư kỳ tư này đó là đời hạ nguyên hay chết tuổi xanh, mà toàn bộ phải chết tuổi nhỏ không, thấy không, tuổi nhỏ đâu tuổi lớn đâu, từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến đó là Bình Dương cho dài bây giờ gì cái chết tuổi nhỏ không. Một gia đình đó là 3 người, 4 người, 5 người, nội gia đình số Hưng quý vị biết đấy không, là chết không được 5 người đấy, 2-3 người chị rồi 2-3 đứa em rồi đứa con vợ Hưng chết luôn, là âm tính cây 5-6 người đó. Rồi gia đình sáu khỏi nở ở tôi nốt bởi tôi nè, 3 người 4 người gia đình nó chết 5-6 người luôn. Bây giờ cũng vậy, thấy gì chứ còn chết lợn cho nó ngăn, chứ không phải y nào bây giờ mà không có chết đâu, bây giờ còn đang như lắm. Như vậy thì đang đi vào một cái chung cuộc kỳ này cực kỳ là chết như tuổi nhân hồi trước, là kết thúc cuộc đời đâu gì, là kết thúc cuộc đời đó, là đời hạ nguyên hay chết tuổi xanh, như thuở trước nhan hồi còn trẻ. Ông nhân hồi ông chết 31 tuổi, thì bây giờ cái tuổi nhẹ tuổi trẻ đang chết hết, đang chết đi. Nhưng mà Thầy cho biết là miễn gì được ngày 2 cơm tẻ, thời kỳ này từ cái tí này trở về sau không mong gì mà ngày xưa chúng ta làm ăn dễ đâu. Bây giờ đó là ông tính coi giờ buôn bán trái cây ra ngoài móng cái thì cũng nằm mình đó, rồi lúa thóc thì phân phối thì lên 1-2 triệu không à. Rồi bây giờ nó làm cái gì cũng được, gì chắc là mướn thuê cũng được, mà Thầy nói lòng chạm cám quê hương nghèo ngặt, nếu không nghèo ngán mà có là nghèo ngặt chứ, thấy không, bởi nước ngoài bán mắt hàng lên, ơn cha nghĩa mẹ phải đền, một ngày lập hội lập đền từ bi những mơ ước hồ quy thượng cổ, thì hết câu ái ố rìa dèm pha tới lúc là Thác Sơn à, phương nam rạng ngọc chối lò, lưu ly thì phổ phách mấy tòa đại cung, dành cho kẻ lòng trung tránh trực, quân cùng thần nó nứt vui tươi, liên hoa đưa nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu, thì thế gian thoát chốn ngục tù, mà thằng tiên hiện mặt thì cù quá lâu, đến lúc là mắt nhìn thấy thần thông biến quá, Đức Di Đà hiện chó hồng quang, Việt Nam thì giống hồng bàng không còn hung bạo lăng lòn như nay, giờ cũng chốn rồng mây chơi giỡn. Đức Thầy ngài ra đời đó, ngài phân tích rất là nhiều công việc để chúng ta thấy,
bây giờ đang là đi vào chung cuộc rồi, miễn chưa được ngày 200 tẻ buổi bằng hàng đẳng có tu thân. Bằng hàng là gì quý vị? Bằng hàng là nghèo khổ mà. Mà từ cái tí trở sau mà thầy cho biết là ngũ niên diện lữ đó. Chữ ngũ là năm mà niên là năm. Mà cũng gọi là 5 năm là chạy dài tới là diễn là xảy ra mà lự là lo. Mà lo gì? Lo đối khác không đó, lo đau đối không đó. Nghĩa là ngũ niên diện lữ cơ hàng đến chừng khôi phục. Hớn đàn mới yên. Bao la cảnh Phật cõi tiên, tầng mai liễu trúc cảnh duyên phe màu. Ngũ văn năm sắc năm màu kỳ quy nó phụng lao sao vui mừng. Giang dày sắm đổ chỉ lưng, cảnh tiên lộ vẻ vui mừng cha con. Bấy lâu nghĩa nọ hao mòn, ngày nay hiệp mặt hết còn thở than. Như vậy thì bây giờ đó là miễn về được ngày 200 tẻ buổi bằng hàng đã có tu thân, nhờ ơn trời ban bố đức ăn, xem chung cuộc phong thần tại thế. Mà ở đây quý vị chúng ta đi coi cái công chuyện là trôi công chuyện thơ đó, cái phong thần đó là phạt và thưởng, ai có tội thì trừng mà ai có công thì thưởng, phải không? Nơi cái kỳ này mà thầy cho biết là việc kẻ quấy lọc lừa dân lương thiện, mong tạo quá sắp xong tuồng cổ điển, đặng nhân sanh kiến cảnh thái bình hòa, ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Trên cửa Phật thì mùi hương thơm bát ngát, mà dưới vuông thần phụ tử khải hoàng ca, ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét với câu thù hơn quán. Thì cái tí từ năm 1936 là cái năm tiêu diệt, thì chúng ta giáp lại cái tí 2020, mà để thầy chỉ biết là thêm thời kỳ này thế kỷ 20 rồi, không thêm nữa, không thêm mình nữa. Tại vì trong cái là thời kỳ mà cổ Phật Diên Đăng đó, là ngày khi mà giáo hóa chúng sanh đó, là cái thời kỳ đó là thượng cổ đó, là 5.000 năm. Đến cái mà cổ Phật Diên Đăng đầu thì đến đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì nói chung đó là 3.000 năm nữa, là nói chung là 8.000 năm. Đến Đức Di Lặc này, thời kỳ này đó là 2.000 năm, là 10.000 năm. Mà lại héo dân cho trẻ cứ đau lưng đừng rẽ đừng chia, cả lại kêu lớn nhỏ hoài về trên hoài giữa thượng chớ lìa chớ phân. Thì bây giờ đó là trong cái thời kỳ này là đang kết thúc vào một cái giai đoạn cực kỳ. Như vậy thì Đức Thầy đó là ngày ra đời giai đạo từ năm 1939, quãng đường tới năm nay là đã 82 năm trôi qua rồi. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ đó, ngài xuất gia đó là lúc 19 tuổi, và 6 năm đó ngài dân du cho mối đầu tà. 6 năm ngày ngồi trên đi lưu thiền, lúc ngài đắc đạo 31 tuổi, ngài trở về Ấn Độ thành Tỳ La Vệ, ngài quá độ chúng sanh 49 năm nữa, lúc ngài nhập Niết Bàn là 80 tuổi. Thì lễ kỷ niệm lần thứ 81 là năm Canh Tý, là đã tròn là 80 năm, là chúng ta không mùa đại lễ nữa. Mà Đức Thầy chỉ biết là thôi chào đời, khép cửa buồn duyên, có thiện căn đó sớm lại cửa thiền, mà câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Như vậy thì bây giờ đó là qua tới con trâu này, mà cái con trâu này ngày xưa Phật Thầy Thế An khi về Thế Sơn đó, ngài đưa một cái lá phép để cho ông tăng chủ, nghĩa là cái trâu đó gọi là cái trâu như trâu rừng, trâu quan vậy đó, nghĩa là lợi ông chém là trâu, nhưng mà nghĩa là Phật Thầy Tây An mới thay sai tăng chủ là đưa cái lá phép này nối ông Sấm, ông Xét, đặt tên ông Sấm Xét, mời về cho Phật Thầy Tây An vậy vậy. Thì trâu thì tự nhiên đi yếu về chùa, đi ngay về chùa luôn. Rồi đó là mấy mở chạy ruộng chạy rẫy, rồi khi mà chết rồi thì đặt con Trung Quốc, con Nhật Bản. Khi nào Phật Thầy khi nào cần phải kêu gọi trở lại. Như vậy thì bây giờ chúng ta nên thấy rằng là chưa từng thấy bị trâu cài. Trong 12 con giáp thì tí giáp tí rồi, con trâu này đó là chỉ có cái cài đắt thôi, cài trục chặt rồi thôi, đã xuống giống khác. Thì bây giờ cái giống vừa qua rồi, bây giờ là cái giống này nữa, nó không còn xài được nữa. Chỉ còn tỉ là cái giống là từ bi, chỉ toàn vô giống Bồ Đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phan, rồi dạy phiên những kẻ ngỗ ngang biết câu luật tự dình đàn tứ ăn. Trong cái thời kỳ này đang trục lợi, để rồi từ cái hạ quân hạ này sẽ chuyển về cái thượng quân thượng. Mà Đức Thầy cho biết đó là hội Long Hoa trong kẻ tu mi, mà người hiền đức trong phò trong Chúa. Như vậy thì bây giờ đó là trong cái thời kỳ khi chi biến rồi thì sẽ trở lại cái đời thượng quân thượng. Bây giờ quý vị có nghe cái ông thẻ số 4 bây giờ đang xuất hiện lên chưa? Quý vị mình có thấy không? Đang cái thành 49 rồi. Ông hôm trước có rủ tôi đi đó, mình tôi chưa có đi.
bằng cây lầu táo mà trên đưa xuống có cái ngắn gì là đang kéo gì đó lên rồi. Thì khi nào mà cái ông thẻ ở nơi cái Vĩnh Phước này, Vĩnh Phước chứ phải chỉ điều nha, đang xuất hiện lên rồi thì tứ trắng này đã điều đủ trắng rồi thì nghĩa là đến cái lúc là phải nộp. Bị đây là cái Phật thầy Tây An sai là Đức Cố cấm đổi, Đức Cố diệt cửa cái bắt đầu nó rồi. Như vậy thì bây giờ đó là con trâu này đó là phá điền thì thiên tử sức à. Nghĩa là bây giờ thì đang đó là trục trạc độ đang cài rồi. Nhưng mà cài cái này là cài biển không chúng ta đấy. Mà để thầy cho biết là cuộc đời nay như ngựa buông cương, khó dừng lại, không dừng được đâu. Cuộc đời không dừng được. Dốt cung lụp bụp, mặt nước biển lô nhô lặn hợp chim đua bay có lại trên mồi, ngọn thủy triều nô nước sụt sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Thì bây giờ đó là khi để tam chiến này bùng nổ cái nó quấn cái hang là nước sẽ sôi dùng sụp hết, chứ không phải đơn giản được. Như vậy thì bây giờ đó là trong cái năm tới này là đi vào cái năm con cọp. Bây giờ mới kể tới dục con cọp này. Con cọp này có nhiều cái con cọp mà mình thấy rằng là từ cái bộ chuyện bên thầy, từ Phật thầy Tây An. Thì lúc bây giờ đó là cái ông tăng chủ đó, ông về nơi cái Thái Sơn mà được Phật thầy Tây An mà thu làm đệ tử đó. Thì nói chung ra đó là cọp đó là ăn heo rừng đó, bị mất cổ đi. Mất cổ mới về mới nằm đó. Cái ông tăng chủ hỏi, ủa sao bữa nay về đây buồn quá, bữa ăn cái gì mất cổ gì á. Thì mấy ông hạ họng ra thì ăn bị mất cái xương cọp đó. Là ông nói thôi lại đây ông trị giùm cho. Ông tăng chủ lại mới đấm vô cúc đó, mới dăng cái xương heo rừng ra. Rồi vài bữa sau đó là mới giác cái con heo rừng đó gì ông đền ơn lại cho tăng chủ. Nhưng mà lý do gì mà cọp mà lại nhờ ông tăng chủ để mà gỡ cái xương cọp đó. Thì cái năm tới này đó là vào cái năm cọp này đó là nếu ai cánh đời này mà còn đó là những cái sự mà mình ăn say xưa vất vả rượu chè thì cái xương cọp này chỉ có Phật gỡ thôi chứ mai gỡ không ai gỡ được. Như vậy thì bây giờ kỳ này nó gọi là cái kỳ là cọp đi vô ổ chầm bông, quá ra một trận nó cùng không thấy đời. Mà trong cái vùng bãi núi đó là cái núi cấm nổ trước rồi thì tất cả mấy núi kia đều nổ theo hết, gọi là chầm bông. Mà quá ra một trận cùng không à, chứ phải đơn giản là cùng không thấy đời đó. Rồi bây giờ thêm cái ông cọp thứ hai nữa là ông cọp nào lúc đức thầy dẫn ông đức ông mà đi tàu lơn á, cái đêm đó đức ông lạnh quá đi, đức thầy mới đưa bàn tay ra gì nè, đức ông mới nằm trên bàn tay của đức thầy á, rồi đức ông lạnh quá đức thầy mới để cái tay thầy mới để trên ngực của đức ông. Thì đêm đó ông hiểm mà ông ngủ khỏe lắm. Cái đức thầy mới nói ông cả ơi, đêm nay coi ông coi cái ông ngủ đâu rồi, sáng mai ông ngủ đâu nghe, ông ở đâu nghe. Cái ông lấy cỏ ông cuộn lại thì khoảng cái chừng nửa đêm, cỡ chừng 12 giờ khuya, cái đức thầy mới kêu đứa ông cả ông dậy coi. Ông cả ở đâu mà ở trong mà ở trên này mà đèn xe hơi quá ông cả ơi. Thì cái ông cả ông mới mở mắt ra thì ông dòm hai ông cọp bạch đó là trắng tư đó là dòm cái ông nhấp mắt lâm sợ nó thôi. Ông kêu hồi kêu ông đi thầy thì kêu đi. Mà nói chung ra là hai ông cọp này là giữ phần xác cho đức thầy và đức ông đi cảnh tà lên, mà cảnh tà lên cảnh tiên cảnh Phật á, nhưng mà giữ tới cái năm cọp thôi chứ không giữ nữa đó. Thì giữ đây tới năm cọp là xong chứ không giữ nữa, là tại vì cái thời kỳ này đã chuyển quá nó hết rồi. Thành thử ra đó là cái cọp kỳ này không phải cọp đơn giản được. Cái cọp kỳ này đó hen là cái con trâu mà nó quặt sừng chịu không nổi rồi, thì há gì mà cái con cọp này hen là nó bư nó quào nó móc nó xé nó ấy gì đó. Mà thầy nói hổ mình là bậc tu mi, không tròn bổn phận mà ti tôn mình. Vào cái năm con cọp này, nếu mà ai là cái người không có râu mài năm tử, không có tu hành theo đúng theo chân lý thầy, thì chúng ta sẽ bị vào năm cọp này hổ. Mà nói nè, có thể nó mới năm cọp rồi. Mới hết độ rồi. Bây giờ cũng còn độ lại ra đi tới lui ha, còn ăn cháo ăn chè uống nước trà được, chứ còn năm tới biết ăn được cũng chào được không đó, thấy không? Không đủ nữa. Như vậy thì bây giờ đó là cơ với phú thần tiên giáp bút rồi, cờ bởi cơ trời đã thúc bên lưng, không tu chịu khổ cũng ưng mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay, hay là mắt nhìn của bác thánh thê nó ba cái khổ cũng kề bên tay, hồi nào tính ta giờ đụng tới bệnh trắng rồi, bây giờ còn trời ơi nữa, thấy không? Đó bây giờ đó là
Đức thầy hôm nay cũng tuổi già rồi. Bây giờ đám sinh của thầy là 102. Là chỉ có số 3 thôi. 2 lần 2 chỉ có 3 thôi. Rồi bây giờ 2023 thì cũng là 3 thôi. Đâu còn thêm nữa. Đại đạo giáo dân dân bất tri. Thầy đem một đạo lớn Đức Thích Ca Mâu Ni tự phụ dạy cho mình. Mà bây giờ đó là mình không có tri thì tại mình á. Thiên Tào đã xác định khắp chúng sanh trong cái thế giới, trong buổi hạ quân này, say mê vật dục, chìm đắm trong cái biển lợi danh, gây nên nghiệp quả, lực trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn ít mà người tội ác quá nhiều. Cái người thiện căn ít lắm mà người tội ác quá nhiều. Ở hôm tôi có nói là đám cưới thì ca đành rồi, đám dỗ ca, rồi đám thôi nôi ca, rồi đám thịt tháng ca, mà tới đám ma ca nó hết đời. Cha mẹ chết mà vui cười mà ca thôi, còn cái đời gì nữa còn, phải không? Chúng sanh ngược làm liều Ngọc Hoàng muốn sửa tiêu cho rồi. Như vậy thì bây giờ cái kỳ này là cái kỳ là sẽ xem chung cuộc à. Phong thần tại thế thì xử như kẻ không ăn tồi tệ. Hay là ta hạ bút viết bài chung cuộc. Ai rồi lòng con cút có kêu. Như vậy thì bây giờ là cái kỳ này là còn một cuộc chiến anh giành xé. Khắp hoàn cầu ở ré mọi nơi. Dòm xem trong ngọc chiều mai sau đời không sớm tách rời của mê. Để nó diệt thảm thê thê thảm. Mất phàm trần tượng lắm bị ai. Bây giờ chúng ta thấy buồn rầu là đau khổ không ạ? Cũng đồng cũng nhục hoài thai nên ta hết sức biệt bài và khuyên. Thơ với phú thần tiên giáng bút bởi cơ trời đà thúc bên lưng. Không tu dù khổ cũng mừng. Bây giờ chịu đó. Đời đạo gì bây giờ nó khổ dù phải chịu đâu. Ông thấy bây giờ bác sĩ rồi những nhà khoa học nghiên cứu đã đời thì bây giờ cũng là chung chịu cho người tâm tốt thôi. Nó cái cơn bệnh gì qua rồi ông nào có ở trong nhà không chứ. Cảnh thế gian thì thể chống lo tụ thì ông cũng tụ. Mình nghèo cũng chống tụ. Không chống ai đi đâu nữa cũng không chống tụ. Phải không? Đó, bây giờ như mấy người giàu có này kia rồi, bây giờ bác sĩ bây giờ ta cũng ngao ngán đó. Cái bữa đó ở dưới nhà tư danh là ở Tây Lai đó. Bác sĩ đó chích thuốc đó về mấy mươi năm, ông tuổi tu luôn á. Mà ông nghe cái chuyện đạo đức giờ sao không biết rồi, tự nhiên bây giờ ông tu, ông tính là bác sĩ nữa. Nó giờ tu chơi là bác sĩ gì, tiền bạc bao nhiêu đâu cũng không có làm theo được gì. Thành thử ra một mai mà giàu sang cũng chết, sạc xài cũng vong. Thông minh tài trí anh hùng mình ngu si dèo cũng chung một gò thôi, giống hai gò đó. Cuộc đời nhiều nỗi gai go mau mau vậy đức bước qua đò sẽ mê, cuộc đời sẽ chán như chê tầm ra trên giấc mà về mới ngoan. Như vậy thì bây giờ trong cái thời kỳ này mà đức thầy đã đưa ra nhiều cái công việc cho chúng ta trở thành cổ ngữ hằng ghi thầm cô đa từ tận trình nó dài cho đây là cổ ngữ là người xưa mà là kỳ này là khổ, khổ tới thậm đa lắm, khổ dữ lắm luôn đó nghe. Thậm đa là khổ lắm, tặng việc chỉ tặng là hết việc là bỏ. Tặng việc nhân gian trực thiên hoa là tới ngày thi cử đó, là mà cửa trời mà cửa đăng khoa đó 13 tháng 9 thì ra một điểm, hay là trong cái là cửa thiên môn là nơi cái dùng nó cố là nghĩa trang cửa cái bác hay dầu á đó. Như vậy thì bây giờ đó là trong cái thời kỳ khi diễn tiến rồi thì cổ ngữ hằng ghi thầm cô đa tặng việc nhân gian trực thiên hoa lão giả hậu quy nhân ngũ giả ly kỳ thiên định diễn thiên la. Kỳ này là thầy nói sao là hậu thì giàu quá trẻ khắp hoàn cầu đổ sát thay hồn đức ngọc hoàng mà cửa thiên môn là cửa trời đó, cửa đó đó đang ban thưởng phật tiên như sao như thánh. Vậy thì ngọn gây dầu chống lỏng cửa trời người không có tới đổ giờ hiện lên tới chừng nổ cái hầy nữa thầy cũng có tâm nó muộn rồi, phải không? Coi ai có chứa bầu nhiệt huyết dùng đậu bầu của giấc sanh linh, nếu để chờ sấm nổ văn thinh thì e ba tánh đang đã muộn. Thì bây giờ chỉ còn cách là chúng ta ăn chay niệm phật làm lành, mà ba cái này là trừ cái là tham sân si trong nhà. Mời thầy cho biết á, ai muốn tầm đạo cả câu sâu mà hôm nay thầy dâng lệnh Đức Thích Ca Mâu Ni thờ phụng thì phải dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ tham sân si, chứ để trong lòng phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Cái này là ra trong dòng bệnh khổ, phải không? Cũng như hôm chú bà mình nói bà con vậy đây chết tiền bà con hết không biết bao nhiêu cũng đem theo được gì đâu. Ừ, nhưng sao ngọt đây không có đâu phải nghèo đâu, cũng đem theo được gì đâu. Rồi dài dài trước mắt mình nó là trên xuống dưới này coi có ai đem theo được gì đâu, phải không? Chết rồi bỏ củ bơ dơ chỉ bằng là phải chuyện thơ như đời sát phàm mấy lâm hơi hỏi dai có một và lời đồ ba thì đưa ra thì lấy lời cho nhiều rồi dốc một chân gơm đó chi. Bác sĩ xuống đó bây giờ cái bệnh này nó phải 200 triệu 300 triệu thì mấy đứa chứ sao. Rồi bây giờ ông lo tu dân tới đích rồi ông tạo tiền bạc đây thì con cái phát khổ hết à, bỏ đảm trăm trăm. Hồi đó giờ thấy biết bao nhiêu người từ muộn 1 tỷ bây giờ ta còn gì đâu. Nếu mà ông bà mình làm có dư giả bây giờ mình ở ngồi không hưởng nữa chứ làm gì nữa, phải không? Thạch khùng còn thiếu mở khó. Nó là dài dài cũng rồi từ từ buông bỏ trơn mà thấy tiền ma gạo quỷ đừng đến trữ. Thì sao cũng tiêu theo lực của trời. Cái thiên nhiên tạo quá đã tạo sẵn cho mình rồi. Bây giờ đó là ông trời ông cho thì ông thấy mà ông lấy cũng hay nữa.
ông cho thì cũng không thấy mà lấy cũng hay. Nên chúng ta đó là tạo nhân tích đức để chi? Là bố thí mà thầy nói nếu ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cái người mà tu hành theo tịnh độ với lý thầy là mong rằng bỏ thế gian để qua thế giới lạc ở, chứ không phải ở đây. Cầu sanh Phật quốc là cầu bến á. Thử ra nếu ai cố chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc cả vũ trụ khắp cùng nhân vật, dầu tiên phàm ma quỷ xuất sanh, cứ với tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng chỉ một kiếp tây phương còn hướng mà thoát mà đầu với cụ luân hồi. Ông thấy từ Thích Ca Mâu Ni ông bỏ đời nhà địa ngục đi mới đắc đạo. Chứ ta ông bỏ trở đời nhà địa ngục là mình dạng thái tử ngôi còn bỏ dốc ngọc đông cung phế tức liền. Xem đó hỡi người mau lập chí tu hành khai giới giữ trung nguyên là mới đắc đạo. Rồi ở Đức Cố cũng vậy, buông tài sản hết trơn ông mới là về thành vị thành. Rồi đó là ông mới là cử đa cũng vậy, điên này xưa cũng như ai, vào cát ra đài từ bực chầu sáng, nghĩ suy danh lợi cho màn bèn lên ở giặc lâm xăng tu trì, phải không? Rồi ông trang trình cũng vậy, tất cả ngài đều buông hết trơn, rồi qua thần đáng cũng vậy, thì ngài mới thành đạo được. Còn bây giờ hiện tại hôm nay đó là hồi đó giờ chúng ta đó kêu gìn dưỡng được, cũng kêu cuộc sống được, nhưng bây giờ nó đến nước rồi, cờ đã đến nước Bắc An rồi, rồi chẳng lo tu niệm tham gia làm gì, thì bây giờ đã đến nước Bắc An đang rồi, thử ra cờ đã thắt còn chờ nước chiếu, thắt nước cờ rồi đó, mà còn ăn chốt làm chi? Ai là người quân tử tu mi phải sớm xử thân mình cho vẹn. Chừng lập hội khỏi thù có thẹn với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu trên hải gắn khi mà ta ra sức rất nhiều bảo tánh. Thì bớ dân chỉ có say mê mà trung lương chánh trực mới giữa kề đại may. Vậy thì cái này thầy cho biết là cứu lương hiền cho cứu người hung mà kẻ gian ác nó sao tu diệt. Hay là kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Thì để tam thế chiến này bùng nổ cái đầu thì nghĩa là sẽ trái ra cho hết, tiêu hết. Thử ra cái thì chỉ biết là đời cùng tu gốc kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo cho con muốn cho bổn đạo lòng sâu ghi lời nữa sao thấy việc biết đời bây giờ chưa thấy nó thời chưa tin đã thấy việc trong bóng tin nữa. Từ cái việc này sao cái làm mồi mảnh hổ cảnh núi non nhiều thú dị kỳ, nó trọng ai hiền đức nhu mì sát phạt mà kẻ bội cha phản chú. Nghĩa là sau này tới cái năm cọp này bắt đầu là trừng phạt tới hoài, nghĩa là liên tục tới hoài. Rồi bây giờ thêm cái cọp mà đức thầy đã ngày xưa vô chùa cọp nữa, quý vị thấy coi, nghĩa là ba dòng cửa mở trơn thì là cọp nó quỳ xuống nước mắt nó rơi hai hàng trơn. Thì muốn nói rằng là sau khi những cái ngày mà tiếng nổ rồi, năm châu thế giới này đó là thập bát chư hầu lý hắc khang, đạo đức tầm sâu sâu chẳng cạn, đời cùng ly loạn khắp chư bang. Rồi đức thầy đó nói thêm là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non. Mà bây giờ có phải thay nằm bằng non chưa? Cha thì chẳng thấy mặt con, mà vợ thì chồng chẳng được còn tới giá. Rồi thầy kể thêm với mình là khắp thế giới cửa nhà tan nát luôn, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu mà bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tặng việc lập đời trở lại, khắp nơi thứ biến duy thương hải dùng phép màu lập lại thương quân. Bây giờ quý vị có nghe cái vụ rung đất sắp tới này trạng sóng thần nữa chưa? Mới cái này mà đang báo động ra đó. Tu ra đó. Tự nó đang báo cùng quân trân rồi. Cái kỳ này là cái trạng sóng thần ngày này dữ luôn á. Nhưng mà đức thầy đã báo trước đó nghe. Ông ba cho biết là ngồi buồn có nước lơm lơm, mùa sưng mà nước chảy. Mùa sưng mà nước chảy chứ. Bởi ơ mai ngờ ngã ba của các nhà thờ tại Voi Lộ Lỡ đó, thượng cờ Chu An. Mà ông ba ông về Chu An bệnh rồi là bên đây đức thầy về này. Bây giờ cái bệnh dịch này quý vị thấy đâu có hết. Bây giờ quý vị coi coi F0 bây giờ ha, nó lên khệnh trên. Rồi bây giờ ngồi một chùm gì rồi biết ai F0 F gì gì nè. Thành thử ra bây giờ ông tính coi ở trên bây giờ chết gia đình hai người ba người chết hoài chứ đâu phải không chết đâu. Mình nghe coi chết điệu chứ phải không. Nên đức thầy chỉ biết là để ma bệnh theo hờ bén gót. Mà thằng chết kia ôm hốt bên mình, nó gần gặp mình thì giờ thì hút đó. Rồi nào là phù sinh lắm cuộc lâu lung. Bây giờ khi mà nó nổi lên em, gọi là phù sinh, nó là nổ phù lên chỗ này bệnh thì sống ngắn ngủi còn phù vua. Cái cảnh mà hôm trước tôi có nói vụ bà anh Tư Bánh Mì đó, cái hôm mình dịch gì rồi cách ly đó, anh cho không vậy là gần 50 tấn gạo. Tôi cứ dở anh tự nhiên cái nó bệnh F0. F0 anh đưa cho đốc cho nó nghe. Anh đưa chị cho đốc cái tôi hỏi gì cho giờ chị Tư bệnh nữa rồi, anh thấy bệnh tình của chị sao rồi. Ông nói Tần ơi vô đây bây giờ thở oxy không ạ? Mà vợ tôi bây giờ là chắc có hết mong hy vọng rồi chưa chú Tư ơi. Rồi ông mới coi tôi rồi ông mới vô cái bệnh viện này ha, là 10 đàn bà chỉ có 2-3 đàn ông thôi. Mà chú coi nè,
ông gọi tôi ha, tổng thở oxy oxy không, cà hước đây nè, mà giờ vợ tôi giờ đổ nước luôn, cũng không chạy luôn đó. Đầu mới đầu nó ra nước trắng, nước trắng, nước bọt trắng, cái nó ra nước vàng vàng, vàng vàng, cái nước đen đen mà hôi rình trung rồi thì có mấy cái sao tắt nước hơi liền chết liền, mà vô nó rộng, nó tôi là sao vô này không có ra, vô đó là F0 á, vô mà trong lúc không không ra, vô mà không có vô không ra. Còn cái bệnh mà F0 bây giờ nha, nó lại di căn lại nha, cho phải hết đâu nha. Ở thành phố bây giờ đó là nó đang có những người bệnh F0 bây giờ nó đang tái diễn lại nữa nè. Vậy thì bây giờ ông thấy đó là cái cảnh đời này, ông có coi bây giờ cái nạn đói sắp tới nè, rồi cái bệnh hoạn không hết nè, rồi cái nạn sóng thần tới nè, rồi cái là thêm gạo lúa lại tăng giá mắc nữa, rồi bây giờ làm giống nước đất dở dang đang rồi. Tại nó năm canh luôn những sụt sùi cảm trong nhân chủng lắm người dở dang đó, sầu chung chúng còn sầu riêng nữa, năm trong thế giới này thầy chỉ biết sầu chung luôn. Ta cắt tiếng than mà phù sinh kiếp có đoạn tràng thì thôi, từ năm tí này trở về sau sống ngắn ngủ với con bù du và đứt từ đoạn ruột, chỉ cho đứt sao được. Tôi hỏi ông cái bệnh gì mà lại gần không được, mà giờ thấy trời trơ giờ vậy rồi nó bắt xuống ngay hàng rồi thôi chứ đâu có lại gần được, bệnh gì nó quá ngặt mà, phải không? Như vậy thì bây giờ đó là cái kỳ này gọi là trong cái thời kỳ khi diễn tiến rồi thì đó là cha lìa con nọ mà vợ kia xa chồng. Vậy thì tam can ngũ thường quân thần gì giờ đang đảo lộn, đang còn gì nữa. Mà thầy cho biết là cái dương gian có nỗi thương dung mà người vô ác không toàn thánh mạng. Rồi bây giờ cuộc đời chúng ta tính cả hồi đó giờ có cái ngày nào sung sướng gì đâu. Từ ngày cái ly tới giờ nó buồn rầu gần chết luôn, là người này ở nhà kia không được, người kia ở nhà không được, đi đường vắng tanh hết trơn, rồi bây giờ nó buôn bán gì không được trơn, tới thậm chí đó là cái người mình làm thuê mướn cũng không được luôn đó. Nó là sao? Phải không? Mà thầy nó nghèo dữ đốt, từ đây sẽ biết à. Hàng ngoại bang bố thiết ta hoài, phi bất ra da hay rác miệng mài, mà giàu đến trước hãy mau gần kịp. Lời ta dạy hãy mau suy nghiệm, mà phải bắt tan ngũ quẩn trong bình. Như vậy thì bây giờ ngày xưa đức thầy dẫn ông điện đài đi tà lơn. Cái thầy kêu ông điện đài đó là nướng đá ăn á. Mà nướng đá là ý nghĩa gì? Phải không? Như vậy thì nướng đá mà sau này đó là tới nướng đá mà ăn luôn. Tính coi. Chỉ có người tu mới vô đó ăn đá được thôi, chứ ngoài ra người đời cho ăn được. Phải không? Ba cho biết là đối gì ăn bắp với ăn bắp với khoai, hết khoai bắp gì ban đá. Còn đức thầy cho biết là dương trần sớm liễu bắp khoai, cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho qua, nhắn cùng bổn đạo gần xa, tu hành trì trí mới là liễu mai, chứ còn không trì trí là không được. Mấy chục năm trước mà ai nghe mấy người đại gia nghe mấy câu lên ta cười chứ. Dạ. Thành thử ra gì bây giờ trong cái cuộc đời này khi diễn tiến đầu thì thấy giờ năm châu thế giới này, bây giờ thầy nói thiên cơ thế giới đà biến chuyển, từ rài trần hạ lợi danh châu. Là bán gì nữa đâu, bây giờ ông tính năm châu thế giới này bây giờ nó cũng buông tay trơn, là mình đây bây giờ có làm giàu làm có gì được đâu, dòng cơm tẻ ngày hai mà còn không được là làm sao mình thấy, phải không? Đó, miễn gì được ngày hai cơm tẻ mà mũi bằng hàng nó có tu thân, nhờ ơn trời ban bố đức ăn để xem chung cuộc phong thần tại thế. Thì này cho chung cuộc ấy, mà thầy cho biết là ta hạ bút viết bài chung cuộc, ai rõ lòng của cuốc của kêu. Bây giờ đó là kìa kìa con cuốc của hè là tầm tay thầy nó chỉ rồi đó nghe, con cuốc là thầy chỉ là con quất á. Chẳng lo gieo giống độ mè bắp khoai, bây giờ trong 40 giai cấp Phật của chúng ta tu được không, rồi thánh chúng ta tu được không, tiên chúng ta tu được không, thần chúng ta tu được không, cuối cùng là có trung hiếu để mà làm không rồi làm sao mà vô dự hội qua được, phải không? Nay nghe ông này mơi nghe ông kia mà thầy dạy trơ trơ đây không nghe đấy, thầy làm như vậy không đủ mình vậy đó, nghe mình nghe ông kia luôn thì đâu có chứ chúng, rồi cha mẹ công sinh thành dị dục nuôi mình cho đã đời cũng không có hiếu đó, nói ra thì phan ngang bỡ củi, rồi thậm chí chửi cha mẹ luôn đó, thì thấy thì đâu có trung hiếu đâu. Ông thấy cái dùng đạo đó mà đôi khi nó còn là như vậy, rồi có dùng không đạo cái nào, rồi tối ngày say sưa vất vả rồi cờ bạc rồi ấy mà đi cảnh xuống dưới đời, bữa nay tôi thấy nó rất là phải nói rằng đau lòng với cảnh nhiều người ngồi cho nó dùng cái đất mặn mà sao thấy nó người nó nước da nó không có trắng bơi, nó đen đen đen, rồi mấy ông ngồi đó cảnh dùm cái nhà thì thấp thấp ha, rồi nó ngồi trong ổng dòm ra ha, thấy nó rầu lắm, rồi mặt mày đang thui rồi tới nó bùng sùm tóc tai tới nó rầu chết luôn đi. Cảnh gì mà thấy nó khổ á, nhà siêu một lá gì tùm lum trơn, rồi ngồi đó khi nhậu đồ một hai cốc rượu đó vậy, chứ còn đâu có biết tu hiền đâu có mà thời đâu. À, thậm chí vô cái ông giờ ba đó là ông tính coi bữa nay tôi mình xuống vô mấy cái nhà ta nói tùm lum đồ đạc hết trơn, rồi ba nói tại ông kêu làm vậy là tiền bạc đâu mà trả cho đủ,
Tao sợ mình làm mà tao sợ mình ăn tiền luôn. Cái này tôi làm thuốc mà tiền ba kỹ. Thành thử ra đó là cái cuộc đời này quý vị đó nghe. Là sống chỗ dùng đạo đó hen. Phải nói là cái gì phước báo trong đời đó. Trong đời đó sao cái dương này nó lọt gì trên này chứ. Trong thời này chết đời nước mặn nè. Mà nếu mà đem nước mặn đem về thả vào nước ngọt chết cá chết trần. Mà sao bây giờ đổi lên nước ngọt nè, chứ thôi mà nước mặn mà thả nước ngọt là không có được. Ừ. Thành thử ra thì cái thời kỳ này là cái thời kỳ đang diễn tiến rồi. Mà để thầy khuyên chúng ta đó là tu kiếp kiếp nó không quá trễ. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ mà chừng đối đầu có kiếp nữa cùng. Chúng ta đang đối đầu hết rồi. Bây giờ quý vị phải chúng ta đối đầu không? Phải không? Giờ đang đối đầu với một hoàn cảnh chúng ta đây đấy đó. Mà thầy nói là phàm trần nè, như chỉ rối cuồng. Cái chỉ mà rối ngoài mà gỡ được, mày gặt rối trong cuồng sao mà gỡ. Mà còn sai đắm theo tuồng lẳng lơ, lời lành mắt lấp tai ngơ, đuôi theo vật chất hẳn hờ đàn tiên. Những lời Phật tiên đó là thác kêu gào là dạy bảo mình đời khổ tới ngang, rồi chết tới ngang, rồi gọi là sụp đất tới ngang, dông gió bão tới ngang, núi nổ tới ngang. Mà chúng ta đâu nghe đâu. Hồi đó mấy chục năm đó là nói hình như là bây giờ thầy nói mới qua. Cả kêu dân chúng hỡi ôi sao không thức tỉnh diệt đời gần bến. Khổ đà đi tới như tên, phải không? Phải như tên chưa? Ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa mà vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ Ba Mài cho dân. Ông xin quản lại đây thời gian để mình tu nhân tích đức để là dự hội Long Hoa chúng ta. Chứ còn giờ đâu chờ đợi mình nữa. Thầy nó chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Có ngày mở rộng quy khôi, non thằng gian chuyển cùng ngồi chữ phân. Ông nói non thằng gian chuyển mà chữ phân thì nó nổ cái hệ rồi nó thầy con mất tâm đâu kẹp. Mà chừng nào nổ. Bây giờ ông ba ông nói luôn đó, bây giờ hôm nay tôi phân tích này thêm quý vị nghe nè. Ông nói Phật độ cho mất con trâu rồi. Bây giờ nãy giờ nó con trâu trở lại con trâu, ông nói Phật độ cho mất con trâu là hết con trâu á. Thì tam thinh xuất hiện đâu đâu với mình, phải không? Hay là tam thinh thay đổi người vô số tặng thế để điểm nó có tới lai. Thì quyết định của các ngài là từ ông sư giả cho biết á, sủ dằn vốn thiệt hẳn hồi, cầu trời khẳng Phật sống coi lập đời cho ông đâu đó năm nào khác. Thời gian nó hết rồi. Từ cái tiếng trở về đây chỉ còn cái là năm con trâu này, được tới năm sủ là tới dằn nó thôi chứ năm nào đó. Ông đâu có đi tính nào làm khác được. Vậy là trong dần hả không? Trong năm dần. Trong năm dần. Rồi bây giờ thầy nói là trong năm dần này ăn. Đức thầy nói đó là lôi thôi quá chậm trong đường thẳng, trễ nải khó qua. Nếu cọp xà, cọp thì chỉ cho năm dần, mà xà chỉ tháng tư năm dần. Bởi vì trong còn 2 năm nữa thôi. Nghĩa là hậu nhất thinh tiêu hết cù lao, mà nhị niên chí khổ là chỉ còn có dần mẹo thôi chứ không ngoài ra khác được. Đề lao trên người. Như vậy thì bây giờ đó thầy nói rồng nè, là nhiều cái chỗ rồng. Kể cả mỗi chuyện thầy thi Nguyễn Bình, là bên ông Nguyễn Bình chính người Nguyễn Bình làm giám khảo, bên đức thầy chỉ có một người một thôi, mà đức thầy với ông Nguyễn Bình là làm giám khảo trơn, nhưng mà cuối cùng là chính người kia ông đậu, mà mình nên là lính là mình nên cái tín đồ của Phật giáo Hoàng Hảo là đậu đó. Ông này ông rất là chất phác, rất là thiệt thà, rất là hiền lành. Thì nói chung đó là thi, mà cái đề thi này là thi văn long, văn long gọi là mây rồng. Thì năm nay đó vào tháng 3 thi đó, tháng 3 tự thi đó. Còn không là tháng 3, tháng 4 còn không đó. Bị đức thầy cho biết như thế này nè. Đức thầy cho biết đó là hiện đây hôm nay mới cụ hiệp hai đàn, xương nhật lễ này tại thế gian, mèo rồng cao thấp chơi cùng giỡn, đông hạ. Bởi vì đó là đông là cái mùa đông, hạ là hết, xương sang là hết tháng 3, khắp địa hoàng. Thì đến lúc là bóng trăng vắng mặt tối tối hoài, 2 giờ hiện mặt 2 giờ 2. Giữa cái giao thừa mà cái tháng 3 này giao qua thừa thứ tư đó ha, là cái đêm đó đó. Mà thầy nói mẹo đó hết rồng ba dư vật. Hết tháng 3 thì khắp hoàn cầu nghịch lắng cùng nhau. Khắp hoàn cầu nghịch lắng cùng nhau thì lê dân trăm họ sáo sào, rã rời phụ tử máu đào nhịn tuôn. Thương quá sức bắt tuồn cuồng tấm não, mà quyết của đời dùng đậu không xong. Rồi thầy nói là trong cái thầy nói rồng đà lỗ bóng thì đá vàng biết nhau, hay là con rồng mà được cúc nanh mà trong bá tánh thắt thanh hải hùng. Chỉ còn có 2 năm là dằn mẹo thôi, mà dằn mẹo này thầy kết luận là khùng toán biết âm chưa kết liệu, nam nhâm nữ quý,
Năm nay đó là cái tháng 12 này là cái tháng Tân Sửu. Thêm cái năm đó là Tân Sửu. Qua cái Nhâm Dần mà cái tháng Nhâm Dần luôn. Nó ngộ chứ. Rồi bây giờ ngày dương ngày âm gì nó liền trên, ngày số 2 gì nó lên khệnh trên ơi. Không tính rồi giờ còn gì nữa. Phải không? Tại đó lời xưa người cổ còn ghi những việc lạ kỳ nó có hay chưa mà chưa là với kẻ chẳng ưa cái người tâm đạo bất thừa tới đâu. Thì bây giờ khi mà chuyện đời nó tới rồi đó. Nghĩa là kỳ này nó đôn liên tục à. Thấy không? À, cái này là khổ đại đi tới như tên luôn á, hết chuyện này tới chuyện kia tới chuyện nọ. Mà ông ba cho biết là nhiều việc lăn xăng không căng mà chết. Việc đời cặn tết thấy chết mới hay. Tương sống hôm nay tương mai thì thác, dự tôi nó khác của bác chân dùng, chê nói tầm khùng giữa mùng thì vô. Từ đầu năm cọp này diễn tiến dài tới hết năm mẹo. Nghĩa là ngao đầu chiếm bản trung thu lập đời. Rồi nào là từ cái dần này là bản hổ danh đề. Trong cái bảng đó là vào cái năm cọp này ai có danh bia kìa trên tiên cảnh dị ngôi sáng dành. Đạo để khắp năm canh tổ bút dạy tặng tường cho chút nào sai. Vậy thì bây giờ vào cái năm dần này là chúng ta sẽ được vào trong bảng hổ, bảng hổ phong thần. Bảng phong thần đó là vào cái bảng hổ là năm con cọp này vào bảng phong thần. Để đi vào cái trên cái tiên cảnh. Tiên cảnh kìa kìa gần lỗ dẻ chờ người hung phúc đến lên đài. Vậy thì bảng hổ danh đề tên chiến sĩ đem tài thao lược giúp non sông. Là để thầy sẽ định ngôi văn thứ và gây cuộc hòa bình trong giai quốc chư bang. Vậy thì bản hổ danh đề tên chiến sĩ đem tài thao lược giúp non sông. Giúp non sông trong lúc hiệu dân trưng. Thảm lệ chàng tuôn mãi chăng ngừng. Từ bắt đầu năm cọp này khóc dài hoài tới là thảm lệ là tuôn nó mất điều hoài hết. Thì đến lúc là mịt mịt mờ mờ mưa gió đạn. Kỳ này mà mưa mưa gió đạn. Phong trần đại đỏ mấy mươi sương chứ thầy không nói mấy trăm sương nha. Mấy trăm sưng đó là mấy mươi sưng vắng chúa trong hoài. Thầy cho biết là mấy mươi sưng vắng chúa trong hoài. Thân gửi đời người, thân gửi đời người nợ chân dai. Trời đất lẽ nào không xét đến để cho dân vị khổ lâu dài. Khổ lâu dài nó sắp mãn hay chưa. Cầu nguyện Phật trời gọi bất mưa. Kiếp mở long qua xây mái tạo mà cho dân hồng lạc thọ ăn thừa. Gì thì trời ơi cho ó biến ba cá kia biến lặng tay sẽ ngừng. Súng sao biến nổ không chừng chư ban thập bắt gặp người ngẩn ngơ. Thì khi các ngài thu ngũ hạnh trơn đầu thì đâu còn nói nữa. Phải không? Nên đức thầy nói là cũng mới nó chơi chưa bán mấy hàng phong đớp. Như vậy thì bây giờ là từ đây thấp đến thảm thê. Rồi nào là trong cái việc người không chết chắc thay. Thì cái chuyện gì thầy nói bây giờ đó an bài hả trơn. Nó vô trơn lên. Chỉ còn chúng ta dọn dẹn là bữa nay là cái ngày 21. Chỉ còn cái 90.